À, chú số chú không hiểu. Viết số này lại. Viết ở đâu? Cái người tu hả? Vé số đi, vé số chiều sổ đi bà con ơi. Anh mua vé số giùm em đi. Viết xong rồi. Cảm ơn cô cho tôi nhiều tiền quá. Mua vé số. Theo số này. Biết rồi. Vé số đi, vé số chiều sổ đi bà con ơi. Ủa nay em nói chuyện với ai vậy? Em đâu nói chuyện với ai đâu. Em cho tiền ông lão anh xin mà. Trời ơi, người yêu của anh dễ thương mà. Biết thương người dữ người ta. Chứ sao. Đi ha. Dạ. Quăng ghế xuống cho chú đi. Dạ, chú lấy ghế nào chú? Mua theo số này. Chú muốn mua việt lót hả? Dạ, để con ghi lại cho. Mà chú muốn mua số nhiêu vậy? Mua số theo số này. Ơi. Năm. Mua hết cần này tiền. Hết luôn hả chú? Hết luôn. Mà con nói trước nghe, cái này là chú muốn cho nên là con ghi á. Nghe không trúng con không chịu trách nhiệm đâu nha. Giờ cũng gần tới giờ rồi, để con tranh thủ con chạy đi. Có gì chú đứng đây nha, chú chờ con rồi, có cái gì con thông báo cho. Đúng rồi. Sao chú hên như vậy? Cái giải này nè, ít nhiều gì cũng 90 mấy tỷ đó chú. Mấy tỷ hả? Ông kia, trả tiền lại tôi đây. Tôi tiền đó cô cho tôi mà. Tôi mua vé số nè, bây giờ tôi trúng số rồi. Cảm ơn cô nha. Cái gì? Tiền tôi nhờ mua vé số trúng này hả? Trời ơi, mình sắp giàu rồi. Bây giờ cái tiền đó là tôi nhờ ông giữ thôi. Bây giờ ông trả lại cho tôi đi. Trả vé số nữa, đưa đây. Không. Cái tiền đó cô cho tôi. Bây giờ tôi mua vé số tôi trúng được của tôi chứ. Nè, cái ông già tàn tật kia. Nói đã không ra lời còn nói xạo nữa hả? Tin tôi quánh ông không? Cái chị kia. Chị ăn nói với người lớn tuổi kiểu gì vậy hả? Nè, không phải chuyện của cô. Biến ra chỗ khác. Ông, trả tiền cho tôi. Không, tôi không trả được. Ê, cái ông kia. Giờ này mà còn nhiều quá vậy nè. Tiền của tôi đâu hết rồi? Tiền của tôi đã mất tiêu rồi nè. Kìa. Ông già què. Ông chạy nhanh dữ. Ủa mà cô tìm cái gì vậy? Tiền của tôi đã mất tiêu hết rồi. Tôi để trong giỏ tôi mà. Cô bình tĩnh chút xíu đi. Tiền của tôi đâu? Nãy giờ cô đứng đây chỉ có ông già què đó đứng đây thôi. Chắc là ông lấy rồi đó. Sao có thể như vậy được? Tôi dám mộng nhiều vậy mà. Tôi dám mộng á, cho ông trúng mấy chục tỷ đâu. Sao ông ăn cắp tiền của tôi được? Chết rồi, giờ làm sao đây? Số tiền đó tôi chữa bệnh cho con gái tôi nữa. Cô nghĩ sao á? Tiền của tôi ông còn cắp được. Nghĩ sao tiền của cô mà ông không lấy? Sao lấy tiền tôi đâu? Thôi cô đừng có thắc mắc nữa. Đi kiếm ông nhanh lên đi. Đi. Trời ơi, trả tiền lại cho tôi đi. Ông kia, đi ra đây. Ông trả tiền lại đây cho tôi. Tại sao ông ăn cắp tiền của cô kia rồi còn lấy tiền của tôi làm gì?
con, chú không có lấy tiền của con. Ông nói xạo, từ chiều tới giờ á tôi chỉ bán giấy số cho ông thôi à. Nếu mà ông còn nói xạo nữa tôi đi báo công an đó. Không, chú không có lấy. Mà con gái của cô bị bệnh nặng lắm hả? Con gái của tôi cần tiền chữa bệnh gấp lắm. Bây giờ ông trả lại cho tôi đi, ông đừng có ăn cắp của tôi mà. Thôi giờ chú tính vậy nha, tiền con thì chú không có lấy, nhưng đây là tờ giấy số chúng con cầm đi, đem về đổi ra rồi lấy tiền chữa bệnh cho con của con đi. Tôi chỉ còn lấy lại số tiền của tôi thôi, còn tờ giấy số này là của ông, tôi không có lấy. Ông trả tiền lại cho tôi đi chứ không tôi báo cảnh sát đó. Con nhớ rồi, tiền chỗ con đứng có camera, con gặp quản lý ở khu vực đó, xin họ chiếc xúc camera là biết ai là người lấy tiền của con liền à. Thôi, trong khi chờ đợi chiếc xúc camera, cầm tờ giấy số này đổi lấy tiền, lo chữa bệnh cho con mình đi. Chú cũng chưa cần tới nó. Thôi chú đi đây. Coi như đây là số tiền mình mượn tạm đi, khi nào mà mình chữa cho con gái mình xong đi rồi tính. Ê, cái này là của tôi. Của tôi mà. Của tôi. Vé số này là của tôi. Cái chú kia cho tôi mà. Không phải của chú gì hết trơn á, cái này là của tôi. Tại vì tôi đưa tiền cho ổng rồi nhờ ổng mua dùm, là cái vé số này là của tôi hen. Ủa, vậy còn tiền của tôi thì sao? Có bao nhiêu tiền? Đưa hết đây. Anh định làm gì tôi vậy? Tôi lấy cho. Nhảy lên. Cung ăn chú. Cung ăn chú. Trời ơi. Cậu có sao không? Dạ, còn không sao. Cảm ơn chú nhiều nha. Ở đây ban ngày ban mặt mà cướp nó lộng hành quá. Thời buổi này chuyện gì cũng xảy ra hết á. Thôi cậu không sao là tốt rồi. Chú ở đây hả? Tôi ở đậu trên miếng đất ở đằng kia có cái liều nhỏ hai ông cháu ở. Nhìn chú tội nghiệp quá. Không, chú không có làm ở đâu không? Tôi không có việc làm, tôi đi xin để về nuôi cháu. Chú nè, con thấy chú là một người tốt á. Ở công ty của con đang thiếu một vị trí, cần người làm. Chú tới công ty con làm cho con nha. Con sẽ hỗ trợ chú. Mà tôi như vậy, tôi có làm được việc cho cậu không? Chú yên tâm đi, con đã nói là con hỗ trợ chú mà. Tôi mừng quá, cứ cảm ơn ơn cậu ngoan. Dạ, không có gì đâu chú, con phải cảm ơn chú mới đúng á. Con đang đi tìm bạn gái con ở khu vực gần đây nè. Để con tìm bạn gái con xong rồi con dẫn chú lại công ty con nha. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ. Alo, anh yêu hả? Trời ơi, em mới trúng vé số nè. Trời ơi, thiệt mà. Anh yên tâm đi, sau đợt này em chia tay thằng Thịnh luôn. Hồi xưa quen nó tại vì em nghèo, em quen nó em bào nó thôi, chứ bây giờ hả, nó hết giá trị lợi dụng với em rồi. Cô dám lừa dối tôi hả? Tại sao cô lợi dụng tôi? Thì sao? Bây giờ tôi là tỷ phú rồi, anh hả bây giờ éo có cửa với tôi. Ê ông kia, lại đây. Tờ giấy số này là của tôi. Tôi cho cô bán vé số mà sao giờ ở trên tay của cô? Đâu ra vé số của ông? Tôi đưa tiền cho ông mua vé số mà. Đây là của tôi, trả đi. Cô ác lắm.
cô có biết rằng con gái của cô bán vé số đó cần tiền để phẫu thuật không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng không? Nên tôi mới cho cô vé số đó, tờ vé số đó. Ủa, con của cô vé số bị bệnh chỉ liên quan gì tới tôi? Chết cũng được. Anh, cái lời khẩu nghiệp như vậy mà cô cũng nói được nữa hả? Hôm nay quá vậy, hôm nay anh ăn gan ngỗng hả? Dám đánh tôi hả? Chết chết đi. Cô ăn cắp tiền của tôi. Ê, đừng có nói xạo nha. Anh Thịnh, mấy người này thông đồng hại em. Em không có. Nói cái gì á, phải có sách, mà có chứng. Không có bằng chứng sao mà nói em ăn cắp được. Em không có anh. Chính cô là người ăn cắp tiền của tôi. Cô có biết số tiền đó con gái tôi còn đi chữa bệnh lắm không? Đây là bằng chứng nè, cô còn chó gì được nữa. Vé số đi, vé số chiều sổ đi bà con ơi. Sắp sổ rồi, mua giùm em đi. Chị có sao không chị? À, chị có sao không? Chị, trời ơi chị bị hại đừng có biết em ơi. Chết rồi, chị còn em đưa chị đi bệnh viện không? Không không, chị ăn cục kẹo chị đỡ à. Chị cảm ơn nha. Chị cảm ơn nha em. Được không chị? Em. Vé số đi bà con ơi. Anh Thịnh, em không có mà, em không phải người như vậy đâu, cứu em với. Mọi người giả dối với cô đừng có nói gì nữa hết. Cô quá tham lam, xứng đáng bị như vậy đó. Anh Thịnh, cán bộ cắt bắt cô ta đi cán bộ. Đi. Anh Thịnh. Con cầm tờ giấy số này ra đổi tiền, nhanh nhanh vô bệnh viện để phẫu thuật cho con của con đi, nguy hiểm lắm á. Dạ không, tờ giấy số này là của chú trúng á, con không có lấy được. Không, chú không cần, bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Dạ không, con không lấy được đâu. Công an á sẽ giúp con đòi lại số tiền đó, rồi con gái của con sẽ có tiền để chữa bệnh thôi. Con cảm ơn chú nhiều lắm, nhưng mà con không lấy đâu. Tôi nghĩ là tờ giấy số này lãnh thưởng ra chia làm đôi đi. Cô cũng vừa có tiền để cứu con cô, mà chú cũng có tiền để lo cho cháu của mình. Tôi thấy như vậy là hợp lý đó. Vậy mình nhanh lên đại lý để đổi, để mổ cho con của con đi. Xin lỗi hai người nha, vì bạn gái của tôi làm ảnh hưởng tới hai người. Không sao, cậu cũng là người tốt. Bây giờ cậu lấy xe giúp chở hai tôi lên trên đại lý đổi số để mổ phẫu thuật cho bé đi. Nhanh đi, không kịp đâu. Đi. Cảm ơn chú.